bảy chỗ. Rồi mời anh. Trong kính cha kính mến, con tên là Du Xe Đào Ngọc Tốt, thuộc xứ Bảo Long, Tổng Giáo phận Hà Nội. Con hôm nay rất vinh dự được thay đoàn xe của chúng con 30 người từ Hà Nội vào đây là hơn 2.000 cây số. Thì con cũng rất phấn khởi là Chúa ban cho con rất nhiều ơn, nhưng con chỉ được kể ba ơn vắn tắt thôi. Ơn thứ nhất là Chúa ban cho gia đình con được làm con làm cái của Chúa, không có gì hạnh phúc sung sướng bằng được làm con của Chúa. Ơn thứ hai là hôm 4 tháng 7 vừa qua, nhà con đi làm về không may bị tai biến đứt mạch bán não, thì xuống bệnh viện tỉnh Nam Định, họ giới thiệu nhưng họ không chữa được, họ giới thiệu lên bệnh viện Bạch Mai của Trung ương. Thì khám xét xong thì họ chẩn đoán là phải đi mổ cấp cứu, và trong khi đó thì phải chạy 90 triệu chồng tiền mặt để họ mới mổ cho. Chúng con cũng chẳng biết làm thế nào, thì chỉ kêu xin Chúa. Thì và một lúc đầu 15 phút thì các cháu nó nghe tin cũng không phải vay mượn, cứ mang đến làm bằng người 20 người 10 đã đủ 90 triệu để đặt cọc cho họ mổ. Xong lại nhận tin của cha nhắn là cha đã cầu nguyện cho gia đình cho nhà con rồi. Thì đúng 3 giờ ca mổ từ 11 giờ đến 3 rưỡi thì xong. Thì vừa nhận được tin của cha, chúng con phấn khởi là nhà con được ca mổ thành công tốt đẹp. Đến bây giờ thì như họ thường nói là tai biến mạch máu thì 10 người thì 5 người chết, còn 3 người là khèo chân hổ nhún không đi được. Nhà con đến nay thì tạ ơn Chúa là con vẫn đi được. Đấy là cái điều là con rất phấn khởi. Còn ơn thứ ba thì con thấy cảm thấy Chúa ban gia đình con quá hạnh phúc. Nhà con thì được 3 người con, 2 người con trai, 1 người con gái. Thì cái hôm đi viện thì là các con các cháu xây dựng là thành 6 người con. 2 cô con dâu thì cô con dâu cả mỗi người một nhiệm vụ. Cô con dâu cả thì đút cơm đút cháo cho mẹ và nói: mẹ ơi, mẹ cố ăn đi để sống với chúng con, sống với các cháu. Còn cô con dâu thứ hai là con hôm nay cũng đi lau chùi cho mẹ. Còn cô con gái thì quần áo rồi cơm nước cho ba lô để lên viện. Còn hai cậu con trai thì con thì quá tuyệt vời, hai thằng con trai sống vách mẹ hai bên, cõng mẹ đi nhà vệ sinh tắm rửa cho mẹ để mẹ lên bệnh viện để mổ. Mà con cảm thấy là người cha, người chồng của các con, người bố của các con thấy sung sướng, buồn mà hóa vui. Vui là vì thấy các con đối xử với mẹ cái tình cảm hiếm có, tuyệt vời. Buồn thì rất là thương vợ, từ thuở bé xây dựng với nhau 42 năm chưa bao giờ bị cái cơn bệnh hiểm nghèo, rất đau đớn. Con cảm động thương vợ nhưng lại vui về với con. Đây gửi tặng cho anh cái CD nha, Bước Trong Tình Yêu. Máy có chưa? Đây tặng cho anh cái máy về gửi tặng cho chị ấy nha. Và chúc mừng anh, ước mong gì những gia đình nào cũng được như thế này, quá tuyệt vời. Vâng, xin Chúa chúc lành cho anh có được lòng thương xót Chúa mà vợ chồng yêu thương nhau, rồi con trai, rồi con dâu, con rể mà thương mẹ mình như thế, không có hạnh phúc nào bằng. Dạ, chúc mừng chị. Con xin kính...